sẽ thực hiện video clip về chủ đề là ý nghĩa về tình yêu trong họ là gì. Thì ở chủ đề lần trước thì mình đã làm ý nghĩa tình yêu trong bạn, thì lần này mình sẽ làm ý nghĩa tình yêu trong cái một người khác. Ở đây mình đã có sẵn ba tụ bài: tụ một viên đá đựng thứ màu, tụ hai viên đá mắt hổ, tụ ba viên đá xanh lá cây. Các bạn hãy chọn tụ bài hoặc là viên đá các bạn cảm giác nghĩa nhất. Mình sẽ bắt đầu giải bài. Sau khoảng 5 giây, bây giờ mình sẽ bắt đầu ở tụ 1, viên đá đủ thứ màu. Đối với những bạn chọn tụ 1, viên đá đủ thứ màu, chúng ta có lá 9 tẩy, chúng ta có lá 1 cốc và chúng ta có lá The Move. Ý nghĩa tình yêu trong họ là gì? Trong cái tình yêu của cái người này là một cái thứ cảm xúc của sự đông đầy, của một nửa hòa hợp, của một người họ luôn tìm kiếm một người thật sự hiểu được cảm xúc của họ là gì, hiểu được con người của họ ra sao, hiểu được cái tâm của họ, hiểu được mong muốn của họ, hiểu được những cái gì họ đã trải qua. Và một cái người thật sự giống như một người bạn, một người yêu, một người có thể đồng hành hoặc là gọi là đồng cam cộng khổ cũng được. Tại sao mình lại nói như vậy? 9 gậy, 1 cốc. 9 gậy là số 9, 1 cốc là một số 1, cộng lại là 10. Thì đó là một cái sự hoàn hảo. Và gậy với cốc nó đều giống nhau ở chỗ đó là những cái thứ luôn luôn cảm tính, trong đó có cảm tính trong đó. Chính gậy, như các bạn thấy đó, là một cái người mà họ trải qua nhiều cái khó khăn, dằn vặt, mệt mỏi, những cái đấu tranh mà bản thân họ luôn luôn phải đối mặt. Có thể cuộc sống của người này không có êm đềm, có thể trong tình cảm của họ hoặc là ở nhiều khía cạnh nào đó, nó luôn luôn có những cái thử thách, những cái trắc trở, những cái vấn đề nào đó nó luôn xảy ra trước mặt. Và họ luôn bước qua mọi vấn đề trong khả năng, hoặc là luôn luôn một mình phải đối mặt với nó, và họ chấp nhận điều đó. Mình cảm giác cuộc sống của mình nó luôn luôn có những cái thứ gọi là cô đơn, những cái thứ gọi là khó mà ai có thể hiểu được người này. Và cái điều mà họ cần là một cốc luôn luôn là một cái gì đó mà mình gọi là sự chữa lành, một cái gì đó nó mang tính gọi là giống như một cái tin tức, một cái thuốc, một cái cơ hội, một cái gì đó nó rất là đẹp, nó rót vào, nó đầy ắp nước ở trong đó và nó rót vào. Và mình cảm giác cái lá này nó giống như kiểu là tình yêu của họ là một cái thứ mà để có được nó không phải dễ, bởi vì mình vẫn cảm giác người này là một người mà mình nói là họ đã có quá nhiều va vấp, vì vậy cái tình cảm trong họ nó cũng sức mẻ rất là nhiều. Và sức mẻ tình cảm đây không phải đơn giản là tình yêu nhé, mình gọi là tình cảm thì có nghĩa là nó bao hàm nhiều thứ khác. Và để có được cái tình cảm người này, hoặc là để người này rót tình cảm vào ai đó, nó không phải là một thứ đơn giản. Và người này họ luôn đi tìm, giống như mình nói, là một cái nửa của họ. Cái nửa của họ là gì? Cái nửa của họ ở đây đó là một cái người mà mình cảm giác là họ phải yêu, họ phải chọn, hoặc là họ phải thích, họ phải có cảm tình, chứ họ sẽ không yêu một cái người yêu họ, dù người đó có yêu họ thật lòng đi chăng nữa, mà không phải là cái đối tượng hoặc là cái gu mà họ thích hoặc là cái kiểu người mà họ mong muốn, thì người này cũng không yêu. Cái thứ hai, thứ ba nữa là trong cái suy nghĩ của người này nó luôn luôn có những cái sự mâu thuẫn, và họ không biết phải giải phóng nó ra sao. Và cái lá The Move ở đây là cái lá lời khuyên. Mình không nghĩ cái lời khuyên này là lời khuyên dành cho bạn, mà lời khuyên dành cho họ theo kiểu giống như là người này là một người giống như lá The Move, có nghĩa là họ di chuyển, họ thay đổi và họ luôn luôn tạo ra những cái sự khác biệt, và họ khác với người khác. Và để đi chung được với họ, bạn phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn vận động, luôn luôn di chuyển, và luôn luôn biết cách kiểm soát và biết cách hài hòa. Yêu người này không dễ và đi chung với họ càng không dễ. Thì đó là lời khuyên của cái tụ 1. Mình sẽ chuyển sang tụ 2, viên đá mắt hổ. Chúng ta có lá 4 tiền, chúng ta có lá Judgment và chúng ta có lá The Cloud. Đối với những bạn chọn tụ 2 thì ý nghĩa tình yêu trong họ là gì? Ý nghĩa tình yêu trong người này đó là sự ích kỷ. Tình yêu của người này là 4 tiền, có nghĩa là họ giống như các bạn nhìn thấy hình của một người nam. Họ có những cái đồng tiền hoặc là họ có cái kho báu ở đây, và Judgment là họ buông xõa. Mình cảm giác là người này là một cái kiểu người họ yêu bản thân họ nhiều, ích kỷ trong tình cảm, và họ muốn chiếm hữu hoặc là có được những cái thứ họ cần.
bản thân của người này mình không dám nói họ là một người yêu thuần túy bằng trái tim, họ yêu bằng lý trí, họ yêu bằng thực tế thực dụng, họ yêu bằng những cái mà họ có thể cầm nắm sờ sở hữu được. Bởi vì mình luôn luôn thấy trong cái suy nghĩ của người này đó là tôi xứng đáng được nhận một cái gì đó nó bằng hoặc là nó cùng đẳng cấp hoặc là nó thuộc về tôi. Và bản thân người này họ luôn nghĩ họ là số 1, là họ luôn nghĩ họ được quyền lựa chọn. Và trong cái cách của người này yêu hoặc là bản chất người này á, tình yêu của họ đó là nếu bạn yêu họ thì bạn phải tôn thờ họ, họ bạn phải nghe theo họ, bạn phải nghĩ như họ hoặc là bạn phải làm theo ý họ. Và người này là một người có thể hơi gia trưởng hoặc là hơi kiểm soát, hoặc là đôi khi tính tình của họ nó sẽ mang tính gọi là đặt đâu ngồi đó, hoặc là họ sẽ kiểu giống như là muốn bạn nghe theo lời họ, hoặc là trong một số trường hợp á thì họ sẽ kiểu giống như là không có thích chia sẻ hoặc là nói nhiều về những cái bí mật, những cái chuyện cũ. Và mình cảm giác cái ý nghĩa tình yêu trong họ nó là một cái gì đó mà kiểu giống như là không, người này thì là người khác, không lựa chọn này là lựa chọn khác. Trên đời này nó rất là nhiều bông hoa, bạn không phải là bông hoa duy nhất. Và đối với họ bất kỳ một hành trình nào nó cũng chỉ mang tính tương đối và tạm thời. Cái duy nhất mà họ cảm thấy đó là cảm xúc mà đôi bên cho nhau tại thời điểm đó. Và người này cũng không thích hứa hẹn, cũng không thích hứa hay là kiểu giống như là không có muốn ràng buộc, trói buộc họ là một cái tâm hồn tự do trong sự ích kỷ của họ. Và ở đây cái lá The Cloud á, cái lá lời khuyên á, được lâu cái lá lời khuyên á thì mình cảm thấy nó theo kiểu nó hơi hơi mang tính sao ta dùng từ là hơi hơi ác đi, tức nghĩa là một cái người bạn nhìn đi, một cái bông hoa, một cái tiểu tiên nữ đang ôm một cái bông hoa, các bạn cứ tưởng tượng đây là một cái lá đơm đóm. Ở trong một cái hoạt hình đó rất là đẹp. Nó là một cái thứ mà đại diện cho tình yêu, sự hứa hẹn và kỳ vọng. Tuy nhiên đối với mình trong cái lá này, trong cái trải bài này, nó lại mang tính gọi là sự ích kỷ. Thì mình lại cảm giác giống như là một người chỉ biết yêu bản thân họ, chỉ biết nắm lấy những cái mà họ cần, cầm những cái mà họ thích và sở hữu những cái mà họ mong muốn. Thì người đó họ quá ích kỷ và họ quá chú tâm đến cái họ có, chứ họ không để tâm đến người khác. Thì cái lời khuyên này theo kiểu như là bạn có muốn yêu một cái người mà họ chỉ biết chăm chăm vào họ hay không. Thì đó là cái thông điệp của tụ số 2. Mình sẽ chuyển sang thông điệp của tụ số 3, viên đá màu xanh lá cây. Chúng ta có lá 10 kiếm, chúng ta có lá The Empress và chúng ta có lá The Windy. Đối với những bạn chọn tụ 3 thì tình yêu trong cái người này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa đó là một cái sự, mình cảm giác có nhiều cái thứ dằn vặt ở trong lòng người này. Có nhiều cái cảm xúc tiêu cực, có nhiều cái trách móc, giận hờn, có nhiều cái bực tức, có nhiều cái khó chịu, có nhiều cái không hài lòng. Tại sao mình lại dùng quá nhiều từ tiêu cực như vậy? Các bạn nhìn cái lá 10 kiếm ở đây, cái điều mà người này họ cảm nhận hoặc trải nghiệm hoặc là họ đã từng vấp phải hoặc là va phải á, nó là những cái thứ không đẹp lắm. Và trong suy nghĩ người này nó là những cái tổn thương đó, nó không làm được, nó không chữa được, và họ sống tiếp với những cái vết thẹo. Và cái người này họ không có chữa lành được, dù bạn là một cái người yêu họ thật lòng, bạn đến với họ nhưng họ vẫn không tin, hoặc là bạn sẽ không bao giờ có cái kiểu mà mưa dầm thấm đất với đối tượng này. Bởi vì đối với họ những cái vết thương đó là những cái vết thương không lành, mà không lành là đụng đến thì nó sẽ đau. Và người này mình cảm giác họ giống như một cái con nhím nó xù lông. Và cái tình cảm hay cái tình yêu trong họ là một cái gì đó nó mang tính sở hữu, chiếm hữu rất là cao. Và đối với họ giống như là họ luôn đặt lên danh vọng, địa vị hoặc là cái thứ nào đó quan trọng nhất trong cuộc đời của họ lên trên hết. Và họ để đó là cái thứ mà họ muốn. Giống như đối với họ có thể tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất, mà là tiền bạc và nhà cửa, tài sản, công việc hay là cái gì đó. Bởi vì đối với họ cái đó là cái thực tế nhất, cái đó là cái mà họ có thể quản lý, có thể nắm giữ, có thể có được mà không cần phụ thuộc vào người khác. Người này là một người mình thấy sự độc lập rất là cao, ý chí rất là lớn, quyết tâm rất là dữ dội, và suy nghĩ của họ nó luôn xoay vào những cái gì đó nó mang tính gọi là lý trí rất là nhiều. Cảm giác của người này, mình cảm giác của mình về người này là những cái gì đó mà nó gai góc, nó rất là gai góc,
và mình cảm giác là để chinh phục người này gần như không thể. Mình chỉ cảm giác đối với người này theo kiểu giống như là chỉ có thể họ thích bạn thôi, chứ ngoài ra dù bạn có thích họ cỡ nào mình cảm giác nó cũng rất là khó. Và đối với người này cái điều mà mình cảm giác giống như là họ luôn có những cái rào cản, họ luôn có những cái hàng rào và những cái bài test, những cái thử thách, những cái gì đó để bạn vượt qua, để chinh phục. Và cái lá đường Windy ở đây nó cho mình một cái suy nghĩ, đó là gì? Đó là yêu người này phải yêu được lý trí, yêu được chính con người của họ, yêu được những cái gai góc, những cái khó khăn, những cái thứ mà họ đang cố gắng gọi là khép lại. Bạn phải tìm cách lột từng lớp. Bạn cứ tưởng tượng đây giống như là một cái mình cũng không biết dùng từ gì, nhưng mà nó giống như một cái gì đó nhiều lớp. Bạn phải bóc từng lớp ra để thấy được cái bên trong. Và cái lá The Windy này nó giống như là một cái lá rất là mạnh, rất là hay ở chỗ đó là nó luôn biết cách nghe theo cái bên trong của nó, tin vào những cái gì mà nó biết, nó thấy. Và để có được cái sự sức mạnh đó, tức nghĩa là phải một cái quá trình trải nghiệm rất là lâu lâu dài, lâu bền, và nó đòi hỏi bạn phải có một cái thời gian nào đó gắn kết với nó.